Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Tin Tức Online. Trong bản tin mới nhất về bóng chuyền hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị rất nhiều những thông tin mới, quan trọng và hấp dẫn nhất đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Thông tin đầu tiên đầy bất ngờ, ngôi sao ngầu nhất làng bóng chuyền nữ Việt Nam lập kỷ lục xuất sắc, lần đầu tiên cán mốc lịch sử đáng tự hào. Thành tích này không chỉ khẳng định tài năng vượt trội mà còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Tiếp theo là thông tin ít ai biết đến, chuyển tới cường quốc bóng chuyền, Trần Thị Thanh Thúy sở hữu chỉ số cao hơn gần như toàn bộ vận động viên ở câu lạc bộ mới. Đây là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của Thanh Thúy, đồng thời mở ra cơ hội cho cô tỏa sáng ở môi trường thi đấu chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới. Và cuối cùng là thông tin đầy bất ngờ đang nhận được nhiều sự quan tâm và bình luận từ người hâm mộ, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có nguy cơ mất việc khi huấn luyện viên châu Âu muốn dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Động thái này có thể mang đến sự thay đổi lớn trong cách vận hành và chiến thuật của đội tuyển, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức mới cho bóng chuyền nữ Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin nóng hổi và chi tiết hơn về các sự kiện này trong những bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Tin Tức Online của chúng tôi. Và ngay sau đây là những tin chi tiết. Thông tin đầu tiên, ngôi sao ngầu nhất làng bóng chuyền nữ Việt Nam lập kỷ lục xuất sắc, lần đầu tiên cán mốc lịch sử đáng tự hào. Cô ấy là vận động viên kỳ cựu trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam, nổi tiếng bền bỉ và có phong cách rất ngầu. Ngay trước khi lên đường dự giải FIVB Challenger Cup, cô ấy đón tin vui. Theo bảng xếp hạng được cập nhật mới nhất của trang bóng chuyền nổi tiếng thế giới Volebit, phụ công Đinh Thị Trà Giang đã nhảy từ vị trí thứ 9 lên thứ 7 trong top 10 vận động viên bóng chuyền nữ xuất sắc nhất Việt Nam trong lịch sử. Nếu chỉ tính riêng các phụ công, Trà Giang xếp thứ 3 trong top 10 phụ công xuất sắc nhất lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam, chỉ sau Ngọc Hoa và Kim Huệ. Ở cả hai hạng mục này, đây đều là những thành tích cao nhất trong sự nghiệp của Trà Giang cho tới thời điểm hiện tại. Trước đó, Trà Giang xếp hạng 9 trong số 10 vận động viên bóng chuyền nữ xuất sắc nhất Việt Nam trong lịch sử và là phụ công xuất sắc thứ 4. Trà Giang, phụ công kỳ cựu, là vận động viên lớn tuổi nhất còn thi đấu và lọt vào top 10 phụ công xuất sắc nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam. Nếu tính cả top 10 vận động viên bóng chuyền nữ xuất sắc nhất trong lịch sử Việt Nam, ngôi sao người Lạng Sơn này đứng thứ 2 về độ tuổi, chỉ sau chuyền 2 Nguyễn Linh Chi, trong bảng xếp hạng danh giá của Volebit. Hồi tháng 3 năm 2024, Trà Giang đã san bằng kỷ lục thi đấu 17 mùa liên tiếp ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia Việt Nam của đàn chị nổi tiếng Phạm Thị Kim Huệ. Đây là một cột mốc đáng tự hào, minh chứng cho sự bền bỉ và đẳng cấp của phụ công sinh năm 1992. Trong suốt sự nghiệp dài hơi của mình, Trà Giang không chỉ đóng góp to lớn cho các câu lạc bộ mà cô từng thi đấu mà còn là nhân tố không thể thiếu trong đội tuyển quốc gia. Hiện tại, cô đang cùng đồng đội chuẩn bị đi Philippines tham dự FIVB Challenger Cup 2024. Trà Giang vừa bước sang tuổi 32 vào đầu tháng 5 năm 2024 và cô là vận động viên lớn tuổi nhất của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. Điều này không chỉ phản ánh sự kiên trì và tình yêu dành cho bóng chuyền mà còn là tấm gương về tinh thần thi đấu không ngừng nghỉ cho các thế hệ vận động viên trẻ noi theo. Trà Giang là một phụ công có kỹ năng toàn diện, với những pha chắn bóng hiệu quả và tấn công mạnh mẽ. Khả năng đọc tình huống và phản xạ nhanh nhạy của cô đã nhiều lần giúp đội bóng vượt qua những thời điểm khó khăn trong các trận đấu quan trọng. Cô không chỉ là một chiến binh trên sân mà còn là một người chị cả, luôn truyền đạt kinh nghiệm và động viên các đồng đội trẻ. Sự xuất hiện của Trà Giang tại FIVB Challenger Cup 2024 không chỉ là cơ hội để cô tiếp tục khẳng định tài năng mà còn là dịp để người hâm mộ chứng kiến sự cống hiến không mệt mỏi của một trong những biểu tượng sống của bóng chuyền nữ Việt Nam. Các đối thủ chắc chắn sẽ phải dè chừng trước một Trà Giang đầy kinh nghiệm và quyết tâm, người đã chứng minh rằng tuổi tác không phải là trở ngại mà là động lực để cô tiếp tục tỏa sáng trên sàn đấu. Thông tin tiếp theo chuyển tới cường quốc bóng chuyền, Trần Thị Thanh Thúy sở hữu chỉ số cao hơn gần như toàn bộ vận động viên ở câu lạc bộ mới. Trần Thị Thanh Thúy sở hữu chiều cao 1m90 chứ không phải 1m93. Đây là thông tin được Thanh Thúy chia sẻ trong chương trình Giấc mơ thể thao trên sóng VTV Cup trong năm nay. Đáng chú ý, khi chuyển sang châu Âu chơi cho câu lạc bộ của Thổ Nhĩ Kỳ là Kujibo, Thanh Thúy cao hơn một loạt vận động viên tại đây. Tính ở vị trí chủ công, Thanh Thúy cao hơn Margarita Kurilo, Nga, 1m85, Gundenjit Onan, Thổ Nhĩ Kỳ, 1m83, Ace Kuruk, 1m84. Các cầu thủ ở vị trí chuyền hai là Buket Gulubay, Thổ Nhĩ Kỳ, 1m84 và Gamze Kılıçkır, Thổ Nhĩ Kỳ, 1m79, cũng thấp hơn so với Thanh Thúy. Ở vị trí đối chuyền Anna Lajava, Nga, có chiều cao bằng Thanh Thúy. Trong khi đó, Liray Apna của Thổ Nhĩ Kỳ, 1m88, thấp hơn 4T. Các phụ công của Kujibo là Nasia Dimitrova, Bulgaria,
1m89, Busa Guns, Thổ Nhĩ Kỳ, 1m91, Jancep Semer Ekun, Thổ Nhĩ Kỳ, 1m85, và Yaren X, Thổ Nhĩ Kỳ, 1m86. Như vậy, Thanh Thúy chỉ thấp hơn phụ công Busa Guns và 4T cao hơn 9 vận động viên khác trong câu lạc bộ. Với việc gia nhập câu lạc bộ Kujibo, Thanh Thúy đi vào lịch sử bóng chuyền Việt Nam khi trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên tới chơi cho một câu lạc bộ ở Thổ Nhĩ Kỳ, cường quốc bóng chuyền hàng đầu thế giới. Kujibo cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc tại mùa giải trước. Đồng thời, Kujibo cũng giành tấm vé đại diện Thổ Nhĩ Kỳ tham dự giải đấu CEV Challenge Cup 2024-25. Đây là giải đấu vô địch lớn thứ 3 của Liên đoàn bóng chuyền châu Âu, CEV. Như vậy, Trần Thị Thanh Thúy sẽ trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên thi đấu tại một giải đấu bóng chuyền cấp độ châu Âu do CEV tổ chức. Đây là một bước tiến lịch sử và là niềm tự hào lớn cho bóng chuyền Việt Nam. Theo kế hoạch, Thanh Thúy sẽ lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 1 tháng 8 để gia nhập câu lạc bộ Kujibo. Hợp đồng của cô với Kujibo có thời hạn 10 tháng, đồng nghĩa với việc Thanh Thúy sẽ không thể góp mặt ở CEV League 2024. Sự vắng mặt của cô chắc chắn sẽ là một tổn thất lớn cho đội tuyển, nhưng cũng là cơ hội để các tài năng trẻ khác chứng tỏ mình. Trước khi bắt đầu hành trình châu Âu, Thanh Thúy sẽ cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự FIVB Challenger Cup 2024. Ở trận ra quân, tứ kết, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu với chủ nhà Philippines vào lúc 19:00 ngày 4 tháng 7. Tin vui cho người hâm mộ là Thanh Thúy đã bình phục hoàn toàn và đang có sức khỏe tốt, sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển tại giải đấu này. Sự kiện Thanh Thúy thi đấu tại CEV không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn mở ra cơ hội để bóng chuyền Việt Nam tiến gần hơn với các tiêu chuẩn và trình độ quốc tế. Đây là cơ hội quý giá để Thanh Thúy học hỏi và trải nghiệm môi trường thi đấu chuyên nghiệp ở châu Âu, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và chiến thuật khi trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Chặng đường sắp tới của Thanh Thúy tại Kujibo chắc chắn sẽ đầy thử thách, nhưng với tài năng và sự quyết tâm, cô sẽ tiếp tục tỏa sáng và mang lại niềm tự hào cho bóng chuyền Việt Nam. Người hâm mộ sẽ luôn dõi theo và ủng hộ cô trên từng bước đường phía trước, hy vọng Thanh Thúy sẽ viết tiếp những trang sử vinh quang cho thể thao nước nhà. Và cuối cùng là thông tin đầy bất ngờ khi huấn luyện viên châu Âu muốn dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phản hồi sau khi có chuyên gia nước ngoài xin việc. Gần đây, xuất hiện thông tin huấn luyện viên người Ba Lan, Dominik Ukoski, xin ứng cử làm việc với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Hiện tại, Ukoski đang làm trợ lý cho đội bóng chuyền nữ khách sạn Park Bigosop của Ba Lan. Sự xuất hiện của một huấn luyện viên ngoại như Ukoski ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước. Trao đổi với kênh tin tức online, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, ông Lê Trí Trường, cho biết bóng chuyền Việt Nam hiện chưa có ý định mời huấn luyện viên ngoại nào sang làm việc trong giai đoạn hiện tại. Theo ông Trường, Liên đoàn vẫn đặt niềm tin vào đội ngũ huấn luyện viên và trợ lý hiện tại của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, những người đã gắn bó và hiểu rõ các cầu thủ cũng như chiến thuật của đội. Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, ông Tuấn Kiệt, xác nhận rằng huấn luyện viên Dominik Ukoski có liên hệ với mình, nhưng chỉ để trò chuyện về chuyên môn. Ông Tuấn Kiệt tiết lộ rằng Ukoski sẽ chính thức ứng cử trong trường hợp bóng chuyền Việt Nam có nhu cầu thuê huấn luyện viên ngoại. Thông tin về Dominik Ukoski đã thổi bùng những kỳ vọng mới trong lòng người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Ukoski, với kinh nghiệm làm việc ở môi trường bóng chuyền chuyên nghiệp tại Ba Lan, có thể mang đến những phương pháp huấn luyện hiện đại và chiến thuật tiên tiến, điều mà các đội tuyển Việt Nam luôn mong muốn để cải thiện thành tích trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, việc chọn lựa huấn luyện viên ngoại không chỉ đơn thuần là về chuyên môn mà còn phải phù hợp với văn hóa và tình hình cụ thể của đội tuyển. Sự tin tưởng vào đội ngũ hiện tại cũng là điều dễ hiểu khi huấn luyện viên Tuấn Kiệt và các trợ lý đã có những đóng góp đáng kể, đưa bóng chuyền nữ Việt Nam đạt được nhiều thành tích quan trọng trong thời gian qua. Đối với người hâm mộ, đây là thời điểm đầy hồi hộp và mong chờ. Họ kỳ vọng vào những thay đổi tích cực, dù là từ đội ngũ hiện tại hay một sự bổ sung từ bên ngoài như Ukoski. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu cao hơn, tiếp tục khẳng định vị thế trên sân chơi khu vực và quốc tế. Việc Dominik Ukoski bày tỏ nguyện vọng làm việc với đội tuyển Việt Nam là một tín hiệu tích cực, cho thấy sức hấp dẫn và tiềm năng của bóng chuyền Việt Nam trong mắt các chuyên gia quốc tế. Điều này cũng đặt ra thách thức và cơ hội để bóng chuyền Việt Nam không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng chuyên môn và đạt được những cột mốc vinh quang mới.